Bác, chào mừng các bác về đã quay trở với kênh YouTube bên em. Đây là một mẫu mic sẽ là tiêu điểm của tháng 5 và những tháng sắp tới. Shure RX 320mã đang là một cơn sốt trên thị trường thanh Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Em thấy khá nhiều bác đang quan tâm đến cái dòng mic này. Và hiện tại thì bên em đang bán với mức giá cực kỳ tốt và em bật mí cho anh em chưa đến 3 triệu đồng một dòng mic Shure RX 320mã. Nên là anh em nào chọn lựa ở thời điểm này là một cái mức giá vô cùng hợp lý với dòng mic Shure RX 320mã này. Với hình thức thiết kế đẹp mắt và cộng thêm 4 dâu anten sẽ phục vụ các bác và em làm sự kiện hay làm phòng hát gia đình rất ổn áp. Với cái dòng mic Shure RX 320mã này là hàng nhập khẩu loại 1 bên em. Anh em chúng ta nhận hàng có thể kiểm tra luôn về mặt hình thức hộp. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm thêm một lần nữa với mic Shure RX 320mã các bác nhá. Hình thức hộp đây các bác này, khi chúng ta nhận hàng tại cửa hàng nhà em các bác có thể kiểm tra luôn xem có đúng hàng của Tùng Audio gửi cho các bác hay không thông qua hình thức hộp. Shure RX 320mã có tên ở phần bao bì. Và thứ hai nữa là bên em thì sẽ có thông tin của địa chỉ cửa hàng cũng như là tên của Tùng Audio Hải Dương ở trên bao bì khi bên em gửi hàng cho các bác. Và anh em nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Nên là các bác và anh em nhận hàng chúng ta cũng yên tâm về cái chất lượng sản phẩm mà các bác đã chọn lựa bên cửa hàng Tùng Audio. Ok, và bây giờ thì cùng với em tập hợp và trải nghiệm mẫu Shure RX 320mã. Tại sao lại hot đến vậy và tại sao được khá là nhiều bác quan tâm ở đầu sắp tới đầu tháng 5 và tháng 6. Bởi cái dòng mic này hiện tại đang xuất hiện ở thị trường khá là nhiều và có một số cửa hàng thì bán giá nó cũng không giống nhau. Một số thì bán đắt, một số bán rẻ và cũng chung chung khoảng dao động trong khoảng 3 triệu đồng nếu như bác và em mua được với mức giá tốt. Còn mua bên em thì luôn luôn là có mức giá rẻ hơn so với giá thị trường khá là nhiều. Đấy là một số cửa hàng thì em so với như vậy. Còn có những nơi họ bán rẻ hơn, nhưng đồng nghĩa việc là nếu mà các bác mua với mức giá quá rẻ thì chúng ta lại phải xem lại phần chất lượng và hơn nữa là xem chế độ bảo hành hay chăm sóc khách hàng của bên họ có tốt hay không. Đây, bộ Shure RX 320mã đây, với thiết kế vô cùng đẹp mắt, em cũng đã giới thiệu cho anh em ở những video trước đó với cái dòng sản phẩm Shure RX 320mã rồi. Thiết kế hai mặt màn hình điện tử hiển thị cho hai cổng mic và có sự thay đổi màu khi chúng ta bắt với phần tay mic. Có phần quay sách mặt trước, màu này sẽ là màu đen chủ đạo của tông màu của dòng Shure RX 320mã. Bản màu đen thì em thấy là khá là dễ phối đồ. Và hơn nữa thì có các tính năng như set lại tần số, dò lại tần số này và tính năng tự ngắt. Các bác có thể sử dụng tắt được cái tính năng tự ngắt trên dòng Shure RX 320mã. Ok, về mặt sau của Shure RX 320mã thì các bác được nhìn thấy ngay với 4 dâu anten bắt sóng cực kỳ xa. Em cũng đã làm video test thử ở ngoài trời rồi, bắt sóng khoảng tầm 5-60m vô cùng hợp lý. Có tem QC bát phát quang của nhà máy, các bác lưu ý giúp em. Đấy, hàng nhập khẩu loại 1. Các bác làm lá thợ thì chúng ta có thể mở ruột, khi chúng ta nhận hàng thì vui lòng quay lại video giúp em Tùng. Có đường dây ca lông hoặc đường dây 6 ly cho bác và em ghép đối trang thiết bị khác như là âm linh hay là bàn mixer hoặc là van. Ok, và bây giờ thì cùng với em cắm điện và trải nghiệm với Shure RX 320mã các bác nhé. Anh em có thể sử dụng với van hoặc là có thể sử dụng với âm ly. Cái dòng này thì khá là dễ sử dụng bởi vì các bác chỉ cần kết nối với đầu dây 6 ly được tặng đầy đủ trong hộp rồi. Đấy, em cũng mở ra cho bác xem về cái phần hộp thì bên em đã review rất là chi tiết, bên trong các đầy đủ linh kiện không thiếu cái gì các bạn. Nên là các bác nhận hàng về chúng ta chỉ cần kết nối trang thiết bị cơ bản chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh rồi, không phải mua thêm bất cứ một cái linh kiện nào cả. Khi chúng ta mua cái dòng mic Shure RX 320mã này, tất cả nó nằm hết ở trong hộp và nằm ở phần dưới các nhé. Đấy, phần trên thì em đã mở ra cho bác để em xem bộ đồ thu, còn bây giờ là sẽ là phần tay mic này. Tay mic của em Shure RX 320mã được thiết kế khá là tinh tế các bạn, bởi vì với phiên bản màu đen kết hợp với bộ đồ thu cũng màu đen như này đồng bộ rồi. Và hơn nữa thì cái phần tay mic thì em thấy đã cầm nắm khá là thoải mái, với cái đế mic nó rất là dài và hơn nữa thì cầm lặng tay. Anh em nào mà muốn có dòng mic mà chúng ta cầm nó chắc tay nó thoải mái thì chúng ta đừng bỏ qua cái dòng Shure RX 320mã này. Anh em sử dụng thì chúng ta tháo cái phần dưới ra, chúng ta lắp pin vào nhé. Khi mà bên em gửi hàng đi thì sẽ tặng kèm cho bác một đôi pin để chúng ta test thử hàng. Và sau đó thì các bác có thể sử dụng pin ở nhà hoặc là pin sạc để chúng ta trải nghiệm với cái dòng Shure RX 320mã vô cùng tuyệt vời. Đây, các bác đã được nhìn thấy cái mặt màn hình ấy, khi mà chúng ta cắm đèn lên thì nó sẽ ở cái chế độ trạng thái đó là màu da cam. Đây là cái tông màu chủ đạo cơ bản khi chúng ta bật mặt màn hình. Còn khi chúng ta mà kết nối phần tay mic các bác nhé, lưu ý giúp em, khi chúng ta kết nối phần tay mic nó sẽ có cái điện tín hiệu đèn báo để chúng ta biết rằng là chúng ta đã bắt được với phần tay là đây. Khi các bác ấn cái phần tay mic lên ấy, thì nó sẽ chuyển sang tông màu sáng trắng rất đẹp các bác nhé. Và có cái phần tần số ở đây, đây là cái giải để nét tần số khi chúng ta bắt sóng với phần tay mic. Đấy, với dòng này thì tiếng em cũng đã review ở video trước, đó là tiếng con này rất là khỏe, tiếng sáng cao.
thuận lợi cho các bác là anh em nào mà muốn sử dụng những cái dòng mic tiếng khỏe một chút và chúng ta có tông giọng trầm ấm ấy, chúng ta hụt hơi quá nhiều thì chúng ta phải hỗ trợ ngay một cái dòng mic mà nó hỗ trợ được cái tông giọng như cái dòng Shure đấy 320 mã này. Ở đây thì em cũng kết nối trực tiếp với một cái dòng vang ZA-FX99S. Cái dòng này thì nó là chuyên về echo nên là em sẽ thử luôn cái tông giọng của cái dòng vang này cho bác xem sự kết hợp của một dòng Shure tiếng cao và đi kèm với một cái dòng echo tiếng ấm trầm nó sẽ như thế nào các nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok, các bác đã được nghe em test thử về cái dòng Shure đấy 320 mã rồi. Thì về tiếng chất âm thì cũng như ở đầu video em đã nói rằng là cái dòng này thì tiếng nó rất là khỏe. Bởi vì cái chế độ bắt sóng thu hút mic của em Shure RX 320 mã rất tốt các bạn. Đây, em cũng thử để xa cho khoảng tầm 5 cho đến 10 cm. Mà khi mà em nói lên thì tiếng nó đã bắt được vào loa rồi. Tức là cái dòng Shure RX 320 mã này tiếng nó rất là khỏe và cái độ bắt sóng nó rất ổn định không nhá. Đấy, những cái dòng mic kém thì em cũng đã nói cho anh em ở những cái video em test mic ấy. Những cái dòng mic kém thậm chí các bác phải dí sát miệng vào cái phần đầu mic thì chúng ta mới phát được ra tiếng. Còn những cái dòng này thì khi mà các bác lên nốt cao chúng ta hụt hơi, chúng ta kéo dài tiếng, kéo xa cái phần mic ra thì tiếng nó vẫn bắt được và tiếng nó êm hơn khi chúng ta lên tông giọng như thế. Và cái dòng Shure RX 320 mã này hỏi vì sao nó lại rất là đang đắt khách và được rất nhiều anh em chú ý đến. Dòng này thì hiện tại bên em đang có mức giá rất là tốt các bác ạ. Thì em cũng bật mí cho anh em là dưới 3 triệu đồng cái dòng Shure RX 320 mã. Anh em lưu ý gọi điện trực tiếp qua số điện thoại bên Tùng Audio để nhận được mức giá tốt nhất và cái chế độ bảo hành chăm sóc khách hàng tốt nhất bên cửa hàng nhà em. Với Shure RX 320 mã anh em có thể ghép nối đầy đủ trang thiết bị âm thanh không kém và chống hú của cái dòng mic cũng khá là tốt các bác nhá. Đấy, anh em đã được nghe em Tùng trải nghiệm trực tiếp ở trên video này. Còn vấn đề thắc mắc gì với cái dòng Shure RX 320 mã vui lòng để lại ý kiến đóng góp của bác ở dưới phần bình luận video. Và video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Tùng Audio. Xin chào các bác.